Con hãy cho bà hỏi, năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 14 tuổi. Nếu theo suy luận của bà con 14 tuổi, vụ cướp này mà có xảy ra, thì đối tượng đi tù sẽ là bà. Đây, con hãy bước vào đây. Cho bà hỏi, đây có phải là lần đầu tiên con đi cướp không? Dạ. Con cho bà hỏi, nếu như con đi cướp, thì con có một cái vật dụng gì con đem ra cho bà biết được rằng con chính là ăn cướp không? Ví dụ như cây súng này, thằng, thằng. Có súng không con? Dạ không. Con không có súng à? Thì chí ít con phải có được một con dao. Con có dao không? Dạ không luôn. Ồ, cướp mà không có súng lại không có dao thì con cướp bằng gì? Cướp bằng niềm tin à? Em đi trên có non màu ôm đôi bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. À dạ, đứng lại đó. Hả? Con là ai đi qua chỗ này? Còn ta là ai trong cuộc đời con đây? Ta là tên cướp. Bà hoang mang, bà lo sợ rồi chứ gì? Không, bà phấn khởi. Rồi, bà điên rồi. Này con, con hãy cho bà hỏi, năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 14 tuổi. Nếu theo suy luận của bà con 14 tuổi, vụ cướp này mà có xảy ra, thì đối tượng đi tù sẽ là bà. Đây, con hãy bước vào đây. Cho bà hỏi, đây có phải là lần đầu tiên con đi cướp không? Dạ. Con cho bà hỏi, nếu như con đi cướp, thì con có một cái vật dụng gì con đem ra cho bà biết được rằng con chính là ăn cướp không? Ví dụ như cây súng này, thằng, thằng. Có súng không con? Dạ không. Con không có súng à? Thì chí ít con phải có được một con dao. Con có dao không? Dạ không luôn. Ồ, cướp mà không có súng lại không có dao thì con cướp bằng gì? Cướp bằng niềm tin à? Vui bao nhiêu đó đủ rồi. Con ơi, hãy ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây đi con. Rồi, đây con hãy xào những lá bài cuộc đời mình. Xào đi, xóc lên, xóc lên. Xóc, 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 xóc. Rồi, 7 đủ. Rồi, bóc ra 3 lá bài của cuộc đời mình, mau lên. Rồi, với 3 lá bài này, bà có thể khẳng định rằng con là một đứa trẻ bất hạnh lắm đúng không? Dạ đúng. Gia đình con, ba má cũng rất là thương con. Mượn nợ mượn nần, chạy đầu này, dai đầu nọ, chạy giang hồ, dai xã hội đen, nuôi con ăn học nên người. Mà càng lớn là con càng mập, ba má con thắt nơ càng nhiều. Cuối cùng ba má con phải lên núi trồn nơ. Đó, rồi giang hồ tràn lên tới trển, tiếc nợ, giết cả gia đình con phải không con? Bà ơi, con cô, con mồ côi. Trời ơi, giục bà nó bộ bài đi. Đây là lần đầu tiên bà bị tổ trát trong nghề coi bói đó, con có hiểu hay không? Con à, con có biết tất cả những người dân trong làng gọi bà là gì không? Là gì vậy bà? Khủng long quá thạch. Con à, bây giờ đó, con thì không có gia đình, bà thì không có con cháu. Đây, con hãy choàng chiếc khăn đỏ này lên đầu giùm bà. Rồi, từ nay bà sẽ đặt tên cho con là Hoàng Khăn Đỏ. Gọi ngoại đi con. Ngoại. Dạ kính thưa ban giám khảo, tiểu phẩm coi bói Hoàng Khăn Đỏ tới đây là kết thúc. Ok say yeah, ok say yeah, oh yeah. Muốn tới tay em xa, muốn tới tay em xa. Anh Sơn Tùng ơi, anh Sơn Tùng, em muốn gặp anh Sơn Tùng. Trời đất ơi con ơi, cái vụ gì mà ba vừa mới đi từ ngoài ngõ chưa bước vô đây là nghe con lá làng rồi. Vụ gì Tùng nào? Anh Tùng. Trời đất ơi, thằng Tùng trong lớp học con nó đánh con phải không? Anh buông tay con ra rồi. Trời, Tùng mà buông tay nó ra là chỉ có Sơn Tùng thôi hiểu không? Trời ơi, tối ngày lậm Sơn Tùng hoài là sao vậy con? Hiểu không? Thần tượng ảnh là coi như phải học hành đàng hoàng, hiểu chưa? Giờ muốn sao? Con muốn gặp anh Sơn Tùng. Muốn gặp anh Sơn Tùng phải không? Bữa nay ba bỏ công chuyện mời anh Sơn Tùng tới cho con. Rồi, nhắm mắt lại nhìn ra đằng trước giùm ba. Rồi, music. Nhắm mắt lại nha. Everybody, put your hands up, put your hands up, put your hands up, everybody. Woo, woo.
Vào khi mới sinh ra ai cũng có mắt có mũi và có tay. Giơ tay phải lên nào, ta đưa về bên trái. Giơ tay trái lên nào, ta đưa về bên phải. Tay trái cũng như tay mặt mà hai tay là cạo nát mặt. Buông đôi tay anh ra. Chia tay anh không đòi lo. Làm là hỏi tụt huyết áp. Mệt quá tụt thiệt con ơi. Ba, ba nghĩ sao vậy? Gì con? Người ta là Sơn Tùng. Sơn Tùng. Ba chỉ là Sơn Tường thôi. Ba nghĩ sao ba bận mang chài, mang lưới trên người của ba vậy ba? Nè, đừng có coi thường nha. Bộ đồ này là của bà Bảy Fashion Nita, đồ Sida design cho ba đó con. Fashion Nita. Yes. Nhìn mà con muốn phát ban luôn vậy nè. Phát ban luôn hả? Đồ đẹp mà. Không đẹp ba. Ba khổ quá. Bây giờ sao muốn sao? Bữa nay là ngày sinh nhật con đúng không? Dạ. Đó, bà nhớ mà. Bà nhớ hết ra ba mua bánh kem nè, ba bỏ lọng vô trong gà mên nè. Đó. Lắm luôn á. Bỏ gà mên lạnh lùng lắm con ơi, đó. Con ơi, đây là bánh kem. Cái này mà bánh kem. Cái này là cái gì? Cái bánh. Cái này là cục gì? Cục kem. Cái bánh mà nhét cục kem vô là bánh kem. Vậy là cái bánh mà nhét con bò đó là bánh bò. Không, cái đó là cái hamburger con. Rồi, có bánh kem rồi ha. Đó, bây giờ ba đốt đèn cày lên cho con thổi nha. Là sinh nhật của con nha. Ước gì là có đó nha chưa. Rồi, con gái ba thổi đi. Thổi đi. Rồi. Ba ơi, con ước con được gặp anh Sơn Tùng. Con có vé đi xem coi anh Sơn Tùng. Con ít có ước quá con ơi. Làm sao mà ba có thể làm được điều đó? Hả? Ba không làm được. Bây giờ ba có không? Ba không có. Ba biết thế nào con cũng sẽ làm hành động này mà. Đúng với tâm lý của một người phụ huynh thông thường là con nhỏ này nãy giờ nát mặt rồi. Nhưng mà đối với phụ huynh như em là em kiềm chế lại, em diễn ngược. Vậy bây giờ ba có hay là không? Có chứ. Đợi chờ chút xíu đi con ơi. Bây giờ con hãy quay ra đằng trước và nhắm mắt lại giùm ba đi. Đó, nhắm mắt lại nha, không được ti hí nha. Được tí hí nha. Anh Sơn Tùng ơi, em yêu anh. Em sẽ về em làm vợ của anh. Này con, tại sao con khóc? Dạ, tại ba con chém con quá. Ba mà chặt chém con ghê vậy. Dạ, con khổ lắm. Bây giờ con ước ba, điều gì? Con vé đi xem anh Sơn Tùng ba. Con ít có ước quá. Bây giờ hưởng có vé coi Sơn Tùng thì sẽ có vé coi Sơn Tùng. Tăng tăng tăng. Có vé con Sơn Tùng rồi hả? Mình đi nha ba. Bây giờ mình đi nha con. Dạ. Rồi ok, mình đi. Bây giờ đi liền con ơi. Ủa mà mình đi bằng gì ba? Mình đi bằng siêu xe. Siêu xe là hôm nay ba chơi sộp quà là được đi siêu xe. Tăng tăng tăng. Cái này mà siêu xe. Cái gì? Cái này là siêu xe ba ơi. Trời ơi, siêu hay siêu là do lòng tin của mình quy định thôi con. Mình quy định siêu là nó sẽ siêu, hiểu chưa? Cái này là Lambo. Lambo cái này. Rồi, lên với ba con ơi. Lên. Đi ba. Hết rồi. Xe của ba bị tuôn sên rồi. Ba đẩy con luôn con ơi. Rồi, đi con ơi. Có chừng té nha con gái. Dạ, ba đẩy đi. Ba đẩy đi. Chậm quá, hơi chậm. Ba đẩy đi. Đi nha, lên nha, ba đẩy nha. Có chừng té nha con. Dạ. Dịnh ba. Gì ba? Lại con ơi. Gì ba? Anh Năm làm chung với ba, quét rác chung với ba. Xuống. Anh Năm đi ba. Anh Năm. Ông gọi điện thoại, gọi cho ba. Alo, anh Năm ơi, tôi nghe anh Năm ơi. Trời ơi, alo. Anh Tư hả? Dạ. Sao không tới thay ca cho tôi đi anh? Dạ anh Năm ơi, tôi bệnh quá anh Năm ơi. Trời ơi. Dạ, bệnh quá. Bác Năm hả? Ba con chết rồi. Trời ơi, ba nói chết hồi nào cho con. Alo. Lên xe ba chở đi, lên xe ba chở đi. Nhanh lên. Ồ, dạ anh ơi. Anh có thể nào anh tránh đường cho tôi chở con gái tôi đi đẻ được không anh?
Trời đất ơi anh ơi, bây giờ bạn tôi chết ở nhà kìa, tránh ra dạ, cho tôi dạ. đi. Anh ơi, bạn anh chết ở nhà là nó đã chết rồi, hiểu không? Con gái tôi nó đi đẻ mới là quan trọng. Ba, con 16 tuổi rồi. Ôi trời, con này nó vạch mặt bố suốt ngày. Còn anh ơi, nhiều khi bây giờ anh gọi điện thoại lại cho bạn anh đi. Nhiều khi bạn anh chưa chết đâu, hiểu chưa? Gọi lại đi. Alo, Năm tôi nghe anh Năm ơi. Trời ơi anh Tư ơi, sao mà con gái anh kêu anh chết rồi kìa. Dạ tôi chưa chết đâu, tại nó ghét tôi, nó rù tôi chết vậy đó anh ơi. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh thay ca tôi không? Anh làm ơn đi. Bữa sau tôi thay ca cho anh, bữa nay anh làm ơn anh nhường đường cho cái ông người Bắc đi ngang đi nha anh. Anh ơi. Hả? Có phải là cái người trong điện thoại bảo với anh nè, anh cho tôi đi không? Đúng rồi. Đấy, công đức vô lượng anh ơi. Trời đất ơi. Anh nuôi đi cho tôi đi tới anh ơi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dễ vợ anh. Trời ơi, cái điều khó tin như vậy mà ông cũng tin được. Nhớ khi xưa ba chở con trên chiếc xe đạp cũ, những trưa hè áo ướt đầm mồ hôi. Con xong hả con? Ở đằng trước làm gì có xong, xong là phải phà mới qua được, hiểu chưa con? Dạ, tới chưa ba? Con ơi, hình như là gần tới rồi. Xuống đi con, bước xuống nhanh lên. Nè, tới chỗ coi anh Sơn Tùng rồi thì phải. Nè, lùi xe xuống cuối đường. Đó, tới chỗ coi anh Sơn Tùng rồi. Bước tới con, bước tới, mau lên. Xuống nè. Đó, vòng qua bển. Rồi đi cái đường đó là vô coi anh Sơn Tùng đó nghe. Anh Sơn Tùng. Ba ơi. Ê, tụi này nó phi lý dễ sợ luôn á. Đuổi nhau ra mà phải là Kumbasita nó mới chịu. Anh không cho con vô. Không cho vô. Dạ. Hãy chú bảo vệ ơi. Chú bảo vệ, dạ chú bảo vệ cho con tôi vô đi chú bảo vệ. Vé dạ. Đâu? Dạ chết rồi chú bảo vệ. Cái vé thật sự ra nãy là tôi gạt con tôi vé, không phải vé thiệt. Đó nãy tôi nói đem vé lên, nhưng mà chú bảo vệ, tôi có tiền đó chú bảo vệ, cho vô đi. Bây giờ không có vé thì không được đâu. Dạ. Dạ cho vô đi, Sơn Tùng sắp hát rồi mà không cho vô nó chết là tôi chết luôn á chú. 200 nè. Dạ. Dạ nhiêu? 200. Ủa 200 tiền gì vậy? 200 bây giờ nó đứng từ xa phía sau nó coi, nó có mét rưỡi à, 200. Dạ 200 hả, bảo vệ bất nhân quá. Nhanh lên đi. Muốn 200 có 200. Dạ đây 200 đây. Rồi đi vô con, đi vô. Ê ê đâu vậy? Dạ. Dạ tôi vô, tôi coi cho con gái tôi coi. Ông 300. Dạ, là 300 gì vậy chú? Thì nó dưới mét rưỡi nó 200, ông 300. Trời sao càng ngày càng bất nhân hơn vậy. Bây giờ có coi không? Dạ chú, giờ tôi lại chú nè, chú chết đó chú rờ cho người tôi đi nè. Đó. Tôi không có đồng nào hết chú ơi. Chú tôi còn 25.000. Chú cho tôi vô luôn đi chú. Được rồi. Đi theo tôi. Dạ. Nè, cảm ơn chú. Đi. Theo ảnh. Rồi. Vô coi lái xe xuống đi. Bước qua con. Từ, coi chừng té nha. Bước qua. Ui da. Ba. Con không có thấy gì chưa á. À, không thấy hả? Ba, sao đứng đây? Từ, để ba ngồi xuống. Leo lên trên vai ba. Ba cõng lên. Anh Sơn Tùng. Thấy Sơn Tùng chưa? Anh Sơn Tùng. Con ơi. Dạ. Ba thương con. Anh Sơn Tùng. Em yêu anh. Con ơi. Ba yêu con. Anh Sơn Tùng. À, sao vô giọng quá vậy? Coi được không con? Dạ thấy ba, ba mệt không ba? Ba hơi mệt nhưng mà không sao. Ba chịu được. Anh Sơn Tùng anh hát bao nhiêu bài vậy? 20 bài, 1 bài 5 phút. Hả vậy thì 100 phút là hả con? Ha, con ơi con vẫy tay chào anh giùm ba một cái. Anh Sơn Tùng. Ui da. Ủa sao con không coi nữa, không hú nữa đi ba con? Ơi, hả? Anh Sơn Tùng đã mất tiêu rồi ba. Ủa, anh chuyển qua chỗ khác rồi hả con? Dạ. Chờ ba chút xíu, để ba xin mấy người chen qua. Dạ cô ơi. Dạ cô cho tôi chen qua, tôi cho con tôi coi. Dạ tôi cảm ơn. Dạ chú cho tôi chen qua cậu. Ui. Ba, con không thấy anh Sơn Tùng ba ơi. Chờ ba chút xíu. Ba không sao. Anh Sơn Tùng. Dạ chú cho tôi qua. Dạ cô. Anh Sơn Tùng ơi. Con thấy anh Sơn Tùng chưa? Con thấy rồi ba ơi. Anh Sơn Tùng là Thái Bình. Con ơi ráng học giỏi nghe. Con là niềm tin của ba, niềm hy vọng của ba. Học đi rồi ba cho coi cái gì cũng được. Ba ơi con báo
anh và tình vui nữa kìa ba. Vui vậy con, học tốt hả con? Từ sau có show anh Đỗ Phước Thịnh nữa đó ba ơi. Show anh Đỗ Phước Thịnh. Được rồi, để ba ráng. Ngày thơ vui nhớ lắm, anh cay teo tôi lớn khôn.